Cái này còn là bẫy bẫy chuột nhân tạo đúng không? Có mồi không em? Không. Không cần mồi à? Tức là cứ đường đi thôi. Cái này giống cái cung thế. Này nó dài kiểu này không là dễ không? Tức là mình cứ đặt cho này. Này thủ công dân tộc. Đó. Cái này của người chưa đăng sáng tác ra. Dân nào cũng có hết. Này. Người kinh không bán đâu, người kinh thì không có thôi, còn dân tộc thì giữ lại. Đây nha, cái này mình cắm đất đúng không? Dạ dạ. Cắm một bên à? Cắm đây xong nó đi cái đường, ví dụ đường nó đi thế này thì mình cắm đây nó đi thì nó đục vào cái dây này nó sập xuống. Ờ. Bật cái lấy này. Đụng vào cái này nó đi vào, nó đạp vào cái dây đấy gì? Đạp vào dây này. Ờ. Đạp vào cái dây nhỏ đấy gì? Đạp cái dây nhỏ này thì nó sập xuống. Nó sập này làm sao mà nó chạy qua thế còn. Đâu thử cái này. À. Hay nhỉ. Nhìn đơn giản mà hay nhỉ. Chặt phết đi nhỉ, anh cứ nghĩ nhìn nó đơn giản thôi mà hay phết nhỉ. Này nó bắt cả rắn vẫn được. Tức à? Cái này hay đấy. Cái này là Atu vót, Atu buộc à? Tự làm hết. Giỏi. Ờ giỏi đấy. Hay đấy, cái này nhìn đơn giản hay. Anh tưởng cái cung bẫy thú đấy.